Bao nhiêu tuổi thì bắt đầu công cuộc chống lão hóa? 25 tuổi trở lên nha. Chống lão hóa bằng cách bôi collagen. Đương nhiên là sai rồi, vì collagen không thấm qua được tầng thượng bì được do kích thước phân tử quá lớn. Cách duy nhất để chống lão hóa đường bôi là kích thích gia tăng sản sinh collagen và elastin ở trung bì. Hãng Elixir là thương hiệu số 1 Nhật Bản về chăm sóc da chống lão hóa thuộc tập đoàn Shiseido, đã nghiên cứu mất 40 năm và ứng dụng công nghệ collagen tiên tiến để sản xuất chai serum Design này á. Cơ chế hoạt động của chai serum này là vừa tác động lên vùng trung bì da nơi collagen và elastin đan vào nhau, giúp chống chảy xệ, vừa có thể đi xuống vùng chân bì, giúp cải thiện khả năng tự phục hồi của da, từ đó sản sinh thêm lượng collagen bị hao hụt do tuổi tác. Nghĩa là nếu bạn 25 tuổi mỗi ngày mất đi 1,5% lượng collagen thì Design Serum giúp da tự tái tạo và sản sinh collagen mới bù đắp lại á. Qua 2 tuần sử dụng chai Design này thì mình cảm thấy da nhuận sắc hơn, hồng hào khỏe mạnh, khi nhấn vào da thì có độ đàn hồi cao, da căng hơn và mịn màng. Nếu mà make up xong thì da ăn phấn nhìn mướt mãi luôn á. Triết lý làn da của Elixir rất ấn tượng nha, chính là một làn da rạng rỡ ánh ngọc trai, nghĩa là làn da săn chắc, trong trẻo, khỏe mạnh từ bên trong, trắng sáng hồng hào rạng rỡ từ bên ngoài, với đôi gò má căng bóng phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc trai. Bạn nào 25 tuổi rồi thì dùng ngay đi thôi. Của Centagip mình thấy có bán hầu như ở các tiệm thuốc tây cũng như là tiệm mỹ phẩm ở trên toàn quốc. Thành phần của con này gồm acid salicylic làm dịu và gom nhanh còi mụn, ginseng dioxide giảm viêm và hạn chế được bã nhờn tiết ra, niacinamide giúp giảm thâm liền sẹo rũ do mụn viêm để lại. Chất của con này thì ở dạng gel trong suốt, thấm nhanh và không gây bất rít, và các bạn nên thoa 2 lần trên ngày để rút ngắn thời gian điều trị mụn nha. Điều đặc biệt trong con kem mụn này là có chỉ số SPF 30 và da của mình khỏi tình trạng thâm do mụn để lại cũng như là tiếp xúc với tia UV và tia cực tím. Nếu như các bạn đang bị tình trạng mụn viêm như mình ở trên thì các bạn có thể tối giản cái bước skin care của mình bằng việc rửa sữa mặt rồi thoa ngay con kem giảm mụn là tốt nhất. Bởi vì da mụn thì rất là yếu, mà các bạn dùng nhiều bước skin care cùng một lúc thì rất là dễ làm cho da của mình nhạy cảm và bị kích ứng. Vậy nha, bye. Bạn này chắc chắn là da có dấu hiệu nhiễm corticoid rồi. Da bị mụn lại sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc tại spa gần nhà, cuối cùng thì lại vừa mụn mà lại vừa nhiễm corticoid. Và da bạn hiện tại cần ngưng ngay cái sản phẩm bạn đang sử dụng nhé. Và bạn hãy chuyển qua phác đồ điều trị mụn cơ bản trước khi quá muộn. Mụn thì không quá là nặng nên chỉ cần chuyển ra dưỡng da là sẽ ổn thôi nhé. Và cái cần bây giờ đó là kiên trì và hơi mất thời gian công sức một chút. Routine của bạn thì phải thay lại từ đầu rồi, và bác sĩ sẽ để routine trên phía trên nhé. Mọi người hay được khuyên là dùng vitamin C trước khi thoa kem chống nắng. Chứ ít khi mình nghe mọi người nhắc đến dùng niacinamide trước bước kem chống nắng lắm đúng không? Chính xác là mọi người hoàn toàn có thể thoa niacinamide trước bước kem chống nắng mà không lo nia sẽ làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng đâu nha. Em niacinamide của nhà Acid White này nè, gần đây mình hay dùng em nó vào buổi sáng lắm luôn. Trong em này có chứa 5% niacinamide squalane và chiết xuất từ 6 thành phần thiên nhiên như cắm gạo, hắc mai biển và hoa cúc nè. Nia nồng độ 5% thì vẫn rất an toàn với những bạn mới bắt đầu sử dụng dùng và vẫn phát huy được hiệu quả trên da. Đã vậy em này còn là một sản phẩm thuần chay thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm khi dùng em nó ha. Chất serum dạng gel lỏng thấm khá nhanh, lúc mình mới thoa xong thì thấy hơi có dính dính nhẹ nhưng mà một xíu thấm là hết ngay. Niacinamide trước bước kem chống nắng sẽ giúp tạo hàng rào bảo vệ da tốt hơn, giảm được các yếu tố gây hại da từ môi trường. Niacinamide sẽ giúp làm đều màu da, giảm thâm sau mụn, kết hợp cùng chất chống oxy hóa trong kem chống nắng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tăng sắc tố cho da gây sạm nám da, từ đó thì giúp các vết thâm trên da của mình được cải thiện và nền da được sáng hơn nữa. Ngoài ra thì em serum này còn chứa 5% mắt a và glycerin sẽ giúp da mình được cấp ẩm và làm da mình mềm hơn nè. Khi buổi sáng mình chỉ còn rửa mặt xong, dùng mỗi em niacinamide này cùng với kem chống nắng là da cũng đã đủ tự tin đi ra ngoài rồi đó. Bác sĩ ơi, cho con combo trẻ hóa da đi ạ. Rất đơn giản.
Tất nhiên là để mà trẻ lâu á thì chúng ta phải làm thật là tốt cái khâu chống nắng, bởi vì với cái tác hại của ánh nắng mặt trời sẽ làm cho da chúng ta lão hóa, sậm màu. Thứ hai là chúng ta sẽ bổ sung HA cũng như là vitamin B5. Và một cái vấn đề rất quan trọng là các bạn phải bổ sung thêm retinol trong cái routine của mình. Và cuối cùng là nên nhớ phải tránh xa stress, căng thẳng, sẽ làm cho chúng ta già nua xấu xí. Bạn nào mà tìm kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm hay mẩn đỏ trong cái mùa hè này thì phải thử ngay kem này cho mình. Em này là kem dưỡng ẩm của nhà Dr. G, là một hãng dược mỹ phẩm cực kỳ có tiếng tại Hàn Quốc. Có thể ở Việt Nam thì em này chưa hot cho lắm, nhưng mà bạn mình ở Hàn Quốc mỗi lần vào Olive Young thì em này luôn là một trong những cái sản phẩm best seller, tại vì nó phù hợp với hầu hết mọi loại da luôn. Thành phần có chứa 5CK, vitamin B5 sẽ giúp làm dịu, giảm kích ứng và dưỡng ẩm cho da. Còn có thêm 2% niacinamide sẽ giúp hỗ trợ kiềm dầu. Và còn có rất là nhiều những cái thành phần tự nhiên như là rau má, trà xanh, đúng chuẩn Hàn Quốc luôn. Em này thì dạng gel cream nên là bạn nào da thiên dầu giống như mình thì sẽ cực kỳ thích. Bôi lên da thì sẽ mát mát, thấm nhanh và cực kỳ nhẹ mặt, không gây bí hay là bớt dính gì cả. Dung tích lớn như vậy thì dùng siêu tiết kiệm luôn, nói chung là nên thử.